Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải bài tập 2.37, trang 53, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm bộ chung nhỏ nhất của A nhỏ 2 x 3 mũ 3 và 3 x 5, B nhỏ 2 x 5 x 7 mũ 2 và 3 x 5 mũ 2 x 7. Để tìm bộ chung nhỏ nhất thì chúng ta sẽ cần thực hiện các bước nào? Cô và các em sẽ cùng đi ôn lại phần lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Các em sẽ mở lại cho cô phần sách giáo khoa trang 51. Cô có phần đóng khung màu vàng. Các bước tìm bộ chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1. Bước 1. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn. Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó thì chính là bộ chung nhỏ nhất cần tìm. Vậy quay trở lại với bài tập 2.37 này. Thì quan sát đề bài thì các em có thể thấy ngay là đề bài đã phân tích các số thành tích của các thừa số nguyên tố rồi, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ chỉ cần bắt đầu từ bước số 2 trong phần lý thuyết để chúng ta tìm bộ chung nhỏ nhất mà thôi. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng đi trình bày lời giải chi tiết cho bài tập này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải đi tìm các thừa số nguyên tố chung và riêng, đúng không ạ? Với IA nhỏ. Cô sẽ viết lại đề bài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra các thừa số nguyên tố chung và các thừa số nguyên tố riêng. Cô có thừa số nguyên tố chung. Thừa số nguyên tố chung là thừa số xuất hiện ở cả hai phân tích. Ở đây cô thấy có số 3 chung này. Đấy, vậy thừa số nguyên tố chung chính là 3. Thừa số nguyên tố riêng là các thừa số còn lại. Nghĩa là 2 và 5, đúng không ạ? Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lập tích của các thừa số nguyên tố này. Thì chúng ta sẽ được bộ chung nhỏ nhất của 2 x 3 mũ 3 và 3 x 5 sẽ bằng. Cô sẽ lập tích. Cô sẽ viết các thừa số thứ tự từ bé đến lớn. Mỗi thừa số thì chúng ta sẽ lấy với số mũ lớn nhất. Ở đây các em sẽ quan sát cho cô trong phân tích. Đầu tiên, 2 ở đây thì có một số mũ là 1, mà chỉ có một mình nó ở đây thôi, nên là ở đây sẽ là 2 mũ 1. 3 ở đây là 3 mũ 3, còn đây là 3 mũ 1. Vậy chúng ta sẽ lấy số mũ lớn hơn, nghĩa là 3 mũ 3. 5 ở đây thì chỉ mang số mũ 1 thôi. Và các em sẽ tính được là bằng 270, đúng không ạ? Vậy bộ chung nhỏ nhất của hai số này chính là bằng 270. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm với ý B. 2 x 5 nhân 7 mũ 2 và 3 nhân 5 mũ 2 nhân 7. Bước 1 là chúng ta sẽ đi tìm thừa số nguyên tố chung. Cô có thừa số nguyên tố chung chính là 5 và 7. Đây, xuất hiện ở cả hai phân tích, đúng không? Vậy cô có 5 và 7. Còn thừa số nguyên tố riêng là những thừa số còn lại, nghĩa là 2 và 3. Rồi sau đây cô sẽ lập tích của tất cả các thừa số nguyên tố này. Thì cô sẽ được bội chung nhỏ nhất của 2 x 5 x 7 mũ 2 và 3 x 5 mũ 2 x 7 sẽ bằng. Tích là chúng ta sẽ lấy phép nhân. Cô sẽ viết các thừa số từ bé đến lớn. Và mỗi thừa số này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn số mũ lớn nhất. Các thừa số nguyên tố riêng thì ở đây là có 2 và 3 thì đều có số mũ là 1 rồi. 5 thì ở đây là số mũ là 1, còn ở đây số mũ là 2. Vậy chúng ta lựa chọn số mũ lớn hơn, nghĩa là 5 mũ 2. 7 ở đây mũ 2 và 7 ở đây mũ 1. Chúng ta cũng lựa chọn số mũ lớn hơn, nghĩa là 7 mũ 2. Và các em sẽ thực hiện việc nhân này ra nháp thì cô sẽ được kết quả là 7.350. Như vậy bộ chung nhỏ nhất của hai số này chính là 7.350. Rồi như vậy là cô và các em vừa hoàn thiện xong lời giải cho bài tập 2.37. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.